Vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp cùng huyện Phong Điền đã tổ chức trao tặng quà cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 200 phần quà mỗi phần trị giá khoảng 200.000 đồng, gồm gạo, mì và một số nhu yếu phẩm được trao tặng, góp phần động viên người lao động cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục làm việc. Tính từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã trao tặng gần 2.900 phần quà trợ cấp khó khăn cho 135 lượt đoàn viên với tổng số tiền trên 1.1 tỷ đồng, xây dựng 2 mái ấm công đoàn, mỗi căn được hỗ trợ 40 triệu đồng, tặng 45 suất học bổng cho con em đoàn viên khó khăn, trị giá trên 27 triệu đồng.